Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Amazon Việt Nam. Tôi là Nguyễn Mark, là người hướng dẫn trực tiếp các bạn quy trình làm dropshipping Amazon trong năm 2019 như các bạn. Thì hôm nay quay trở lại video thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một vài vấn đề liên quan đến quy trình làm dropshipping trên Amazon. Thì hôm nay tôi sẽ có đôi lời nói đầu trước khi bán hàng trên hệ thống của Amazon. Có rất nhiều lý do mà trước khi bắt đầu chúng ta nên biết khi kinh doanh dropship trên Amazon để tránh những cái rủi ro cần thiết, những cái rủi ro mà chúng ta có thể gặp phải trong quá trình kinh doanh, mà chúng ta có thể giảm thiểu những cái rủi ro đấy đi. Kinh doanh trên Amazon là một quá trình, và vì vậy chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm đến những cái vấn đề như sau trước khi mà chúng ta kinh doanh trên hệ thống của Amazon. Thì kinh doanh trên Amazon là một thử thách, cũng như là một đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn nhất định để các bạn có thể, đầu tiên là có thể đăng ký được tài khoản bán hàng trên Amazon, là cả một quá trình rất là gian nan và rất là khó khăn mà chúng ta mới có thể đăng ký được cả tài khoản bán hàng trên hệ thống của Amazon. Vì vậy nên là khi mà chúng ta đã có tài khoản, khi mà chúng ta đã lập được tài khoản thành công thì chúng ta phải giữ gìn, chúng ta phải cẩn thận bảo mật nó thật là an toàn để tránh những trường hợp mà có thể chúng ta sẽ bị suspend lại tài khoản, hoặc là chúng ta có thể bị có nghĩa là chúng ta sẽ bị Amazon yêu cầu hóa đơn chứng từ để xác thực lại tài khoản bước 2. Như thế thì rất là bất lợi cho chúng ta trong quá trình kinh doanh, bởi vì là hiện tại gỡ được cái bước 2 của Amazon thực sự là rất là khó khăn hơn bước 1 rất nhiều. Vì vậy nên là khi mà các bạn kinh doanh trên Amazon thì các bạn phải lưu ý, khi mà các bạn bán hàng có tài khoản thì các bạn 3 tháng đầu thì các bạn nên để tài khoản của các bạn duy trì và sống được đã. Còn các bạn không cần phải bán được hàng ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì tài khoản của các bạn lúc đấy là tài khoản mới. Tất cả những hiệu số sức khỏe của các bạn, đây các bạn có thể vào mục performance và phần account health, tức là phần sức khỏe tài khoản của các bạn. Đấy thì các bạn có thể thấy được sức khỏe tài khoản của các bạn, người ta đánh giá qua Amazon, đánh giá qua các chi tiết này này. Customer service performance này, hiệu suất bán hàng này, thì tỷ lệ đơn hàng, tỷ lệ giao hàng, tỷ lệ hoàn đơn, tỷ lệ hủy đơn, và những cái product policy compliance thì nó có những cái chính sách của Amazon yêu cầu các bạn là không được phép vi phạm. Ví dụ như kiểu là nghi ngờ vi phạm sở hữu trí tuệ này, khiếu nại sở hữu trí tuệ này, đây là những cái lỗi rất là nặng của Amazon các bạn nhé. Và các bạn tuyệt đối khi mà bán hàng thì các bạn phải tìm thật kỹ sản phẩm trước khi mà đăng lên listing của Amazon để bán, bởi vì là khi mà các bạn đã bị dính sở hữu trí tuệ, dính vi phạm trí tuệ mà, thì khi mà Amazon quét tài khoản thì khả năng mà các bạn bị suspend lại tài khoản của bạn là rất cao các bạn nhé. Vì thế nên khi mà chúng ta bán hàng chúng ta phải hết sức lưu ý. Đây còn có cả hiệu suất vận chuyển đây. Ví dụ như tỷ lệ hoàn đơn hoàn thành mà ở dưới 2,5%. Khi mà tỷ lệ đơn hoàn, khi tỷ lệ hủy trước khi hoàn thành của các bạn mà trên 2,5% là các bạn có vấn đề ở đây rồi. Hoặc là các bạn giao hàng trễ dưới 4%, ví dụ 100 đơn mà các bạn có đến 10 đơn mà giao hàng trễ là các bạn đã có vấn đề rồi, bởi vì mục tiêu ở đây của họ Amazon chỉ là dưới 4% thôi, tức là 10 đơn các bạn chỉ 100 đơn các bạn chỉ được phép 4 đơn trễ thôi. Đấy. Thì nói chung là kinh doanh trên Amazon là cả một quá trình, cũng như là cả một cái sự nghệ thuật mà các bạn cần phải lưu ý khi mà kinh doanh để tránh những cái rủi ro nhất định. Và chúng ta đang chơi trên sân chơi của Amazon, vì vậy chúng ta phải tuyệt đối lưu ý tuân thủ những chính sách, hiệu suất, rồi những cái sở hữu trí tuệ, đặc biệt là những cái sở hữu trí tuệ của người bán hàng trên Amazon các bạn nhé. Thì 3 tháng đầu thì các bạn nên để tài khoản sống, và chúng ta không cần phải bán được hàng ngay lập tức. Chúng ta chỉ cần tìm những cái sản phẩm phù hợp, tốt và chúng ta cảm thấy ưng ý thì chúng ta đăng lên trên hệ thống listing của Amazon, để cho sau khi 3 tháng tài khoản của chúng ta khỏe lên, có buy box thì chúng ta sẽ bắt đầu bán được hàng. Và chúng ta chỉ cần có yêu cầu là bán list được hơn khoảng 1.000 sản phẩm trên hệ thống Manage Inventory của Amazon, thì sau đấy thì chúng ta, hệ thống đơn hàng của chúng ta nổ sẽ rất là đều các bạn nhé. Đấy thì sau 3 tháng thì chúng ta có thể bán hàng thoải mái và không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì trước khi chúng ta tạo được tài khoản thì chúng ta không nên bán quá nhiều. Vì thế thì bởi vì như thế thì nó sẽ không cạnh tranh được với những cái thằng đối thủ, bởi vì là khi chúng ta đăng một sản phẩm lên bán thì có rất là nhiều người cạnh tranh cái sản phẩm đấy với mình. Vì vậy nên chúng ta không nên cạnh tranh để tránh những cái test buy đối thủ, ví dụ như kiểu là những cái mua hàng thử rồi đánh giá xấu chúng ta, và chúng ta có thể đi tài khoản ngay lập tức ạ. Vì vậy nên chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ cũng như là tuyệt đối là giữ để cho 3 tháng đầu tài khoản của chúng ta thật là hiệu quả, và 3 tháng đầu tài khoản của chúng ta thật là khỏe mạnh lên đã, rồi chúng ta sẽ bán hàng kinh doanh trên Amazon thoải mái các bạn nhé. Thì đây là lời đầu của tôi trước khi mà các bạn bắt đầu kinh doanh trên Amazon sau khi các bạn có tài khoản. Thì hy vọng những video này sẽ giúp ích cho các bạn ít nhiều những cái nội dung để các bạn có thể tham khảo và các bạn có thể kinh doanh trên hệ thống Amazon cho người mới bắt đầu. Thì tôi xin dừng video ở đây, thì rất vui được hướng dẫn các bạn, và nếu các bạn cảm thấy video của tôi hay thì các bạn hãy để lại một đánh giá, hãy để lại một comment và hãy đăng ký kênh để ủng hộ video tiếp theo của tôi nhé. Xin chào các bạn.